Xin mời các bạn đến với bữa ăn ngày hôm nay siêu to khổng lồ chuối và mít. Ok, tôi sẽ bắt đầu. Đây này, chúng này lâu rồi, được. Đây là chưa làm cả đã luôn em. Hôm trước ấy là chuối ấy, thì nó chín hàng loạt, cả một buồng, ăn không xòe thì phải cho vào tủ lạnh. Còn cái mít này là bị bỏ quên. Tính là cho vào trong tủ lạnh để ngăn lạnh để cho nó mát nhanh rồi sau đấy bỏ ra ăn, nhưng mà lại bị quên, thế là để là nó bị lạnh sâu luôn, nó đóng đá luôn, thế là để đến hôm nay luôn mới có cơ hội để giải quyết nó, chứ nếu không thì để trong tủ thì nó vướng ở trong tủ, nó cứ nằm ở trong đấy không giải quyết thì nó cứ nằm ở trong đấy thì nó vướng, nó chiếm diện tích. Phút chuẩn bị. Ok, Siro rất là nhiệt tình chờ đợi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ quay gật nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chế độ quay gần như thế này. Để chúng ta còn chén. Nào. Đây. Rồi, lên đi. Một đứa ngồi đây. Con Nancy ngồi sát vào đây. Sát đây. Ok, con Pila có ăn không? À, Pila. Pila ấy. Ăn thì lên đây, đi vòng cái kia. Quay mông lại, quay mặt lại. Long lại đi ăn. Sổ quả đi chặt mệt. Quá. Chờ ăn, long lại để cho nó sạch sẽ ăn. Nào. Chú mặt ăn sạch chưa? Ok rồi nhá. Long cái tay con đi ăn. Nào ngồi yên, xin mời các bạn đến với bữa ăn ngày hôm nay siêu to khổng lồ chuối và mít. Ok, tôi sẽ bắt đầu chén trước và sau đấy sẽ phân chia cho các bạn cờ hó. Mít lạnh lắm, các bạn cờ hó sẽ ăn bằng tay trái. Tu mê lạnh nhá. Vì là các bạn cờ hó sẽ ăn bằng tay trái và tôi sẽ ăn bằng tay phải. Thật là tê tái. Cái loạt mít này là bị để quên ở trong tủ, bị để quên ở trong tủ lạnh, tính là để cho nó mát tí thôi rồi bỏ ra ăn, mà để quên mất thành ra nó đóng đá luôn. Thế là hôm nay lại được ăn kem mít, phải nhờ mấy đứa này nó giải quyết hộ chứ không một mình ăn không hết. Ok, bây giờ đến giờ làm cái hành chuối.
chuối này thì chúng ta để trong tủ lạnh, bởi vì chuối nó chín hàng loạt ăn không xoài được, nên là chuối nó chúng ta để trong tủ, chuối là đó. Thằng cá chuối nó bị cá chuối động rất thơm, chuối này cắt đến là tổng cộng là 12 quả. Còn hai miếng này, này, đối với hai miếng này, chúng ta đi, cùi này, cùi này, chưa rồi, đối với hai miếng này, hai miếng kem, hai miếng kem. Mì nó ăn được cái to, cái nhỏ. Sau khi chúng ta thèm kem rồi thì chuối mít này mà để trong tủ thì nó như là kem, ăn nó sung sướng lắm. Chứ bình thường là chuối sao ăn là ăn nó còn khoảng tầm 2 quả chuối đấy. Nó bình thường chuối này nó còn chỉ ăn khoảng tầm 1 quả rưỡi là bắt đầu nó chán đấy. 2 quả, chắc 2 quả. Nhưng mà đây ăn thì kiểu như là kiểu như là ăn không bao giờ chán. Rồi, mình có quá nhỉ. Này, mình có quá. Nhưng mà xin mời ăn có quá phải cho ăn một chút trước đây. Bởi vì tính ra ăn ít nó sẽ ngon hơn. Đó, Mi đấy. Mi mang lên những gì thì làm sao mà ăn mới rồi? Không quan chưa hết thì làm sao mà ăn mới? Là ngày mình muốn tới đấy hả? Ngồi quan là ngày đi, hai ngày ngồi quan mốc lại đấy. Đi chơi rồi. Chơi gì? Làm phần đi đấy. Không biết nào ăn chỗ ôm cơ phần đi đâu. Này, xin lỗi chán. Này, cái gì? Cái gì đi? Chị thích làm chuối, thầy là. Chị thích làm chuối, thầy là chị làm biết nó chỉ là là. Chưa rồi. Làm gì vậy? Để bắt đầu bằng nước này nào. Nào nào. Thêm cảm giác của món kem chuối. Thêm cảm giác của món chuối mặn. Rồi, ok, chúng ta đã xong của món chuối. Bây giờ chúng ta đến mít, mít có hết mít ra đây làm gì vậy? À, đến mít rồi. Mít. Quay đầu, ra đây. Mít. Mít. À. Đây, đây, chào em. Đi lên đi. Rồi chào sao? Trứng. Này à. Rồi, ngồi đây. Rồi, ngồi đây. Đây, bì đây. Cho mình chỗ này. Đây nhá, cậu ở đây để bì để cho nó thành hai miếng của mình nè. Không to quá bì, không nhỏ quá. Đây, bì. Đấy là quả chín bì, có siro đây. Có gì nè. Bì này. Bì đây. Đó. Đấy, quá nhiều sự nhỉ. Quả cũng quả cũng vinh nha. À, mình nhớ lắm. Cái quả biết này là hôm trước không phải là quên. Không phải là quên. Không phải cho... Quả biết này hôm trước không phải là cho vào trong tủ cho nó mát rồi quên, mà là ăn đi nhạt quá. Cho nên là bỏ lại. Hôm nay ăn nhập gần này, bây giờ ăn nhập gần sau khi ăn chuối xong, còn mấy miếng mà để nhạt này thì anh nhớ là chính xác là cái biết này là bỏ nó lại thì nó nhạt quá, chứ không phải là quên. Nhìn đúng không? Tính không biết này. Úi trời. Mà này còn không biết cái này mà bỏ cho tế. Thì ăn nhạt nhòa. Được cái mã màu thôi. Bây giờ đấy, phần của chú đi. Kem mít. Kem mít. Bạn hết rồi, bây giờ chèm chèm. Còn này ăn được cá luôn. Cá đá mọi người mà xem cái
video ở Nga. Người ta nuôi chó, người ta cứ thích cái con cá đông lạnh mà nó đông cứng ngắc, người ta thích ra con chó ăn. Chúng ta làm cái đồ lạnh mà không xuyên nhiên để xem nó có thử không, chưa bao giờ cho ăn cái đồ lạnh kiểu như này mà ăn nhiều thì không biết là khi mà nó lạnh quá là nó vào nó khó tiêu. Nhưng để xem là cái này xem mai chúng ta ăn thế nào. Em ít nhìn thế nào, thế thì bỏ cái này ra cho nó đỡ cũng phiền đi. Để nó nhìn một miếng mày của chúng ta sẽ biết không. Điều quả là nhạc là hay, chúng ta thì gặp kẹo thì chúng ta thì ăn những cái bỏ mát nhé. Á, chậm lực, bên ngoài chậm hơi nóng trở lại. Đọc với muối. Ủa, cái chân dọc nó mới làm hết mà. Đúng không? Mình đã mãi mãi có thể đọc chân dọc nó lặng. Thứ nhất, đến cái cực cái sòng. Phải nói là bây giờ là tốt thật. Có vẻ như là với chó thì cái đồ nóng ấy thì chúng nó không ăn được, nhưng mà cái đồ lạnh thì có vẻ là ok, hay là với các cái giống chó Tây này đồ lạnh thì là ok hết rồi. May quá có Minh đưa giải quyết cho anh hết rồi, ok rồi. Xong kết thúc. Cái bữa này để xem anh xem ngày mai xem là mấy đứa tiêu hóa thế nào nhé, để xem ngày mai xem tiêu hóa thế nào. Chứ anh nghĩ đến là hôm nay ăn thế này ăn hơi nhiều đồ lạnh chứ chắc là đã tiêu được rồi, để ăn một lần chưa biết xem có tiêu được không thì ăn một lần chưa biết. Ok ăn thế đó. Ok xin chào tất cả mọi người. Một số cái video ấy thì mình cho chúng nó ăn rồi mình quay ghi lại cho nó vui. Ai mà thích rất là thích Siro, Melsi và Pila và Yumi nữa thì mọi người xem cho vui. Gọi là video không có nội dung gì, xem hoàn toàn video mang tính chất này, xem cho vui. Bên cạnh những cái video chia sẻ về chăm sóc chó thì mình có những cái video nó mang cái tính chất hoàn toàn là video ghi lại những cái đời thường mấy cái con chó mà mình nuôi, chứ cũng không có cái gì, cũng chả có dựng phim, cũng chả có cái gì cả. Cứ post lên là một cái chỗ cái kênh YouTube của mình nó như là một cái chỗ lưu trữ video của mình. Nó cũng là cái chỗ chia sẻ, nó cũng là cái chỗ lưu trữ video. Và con đây cũng để mọi người có thể, mọi người thích thì mọi người vào, mọi người xem cùng cho vui và bình luận. Ok, còn một số cái video mà mình chia sẻ trong cái lúc mà quay, gọi là vừa ngắm chó vừa chơi với chó thì tiện nói chuyện với mọi người, chia sẻ về vấn đề này vấn đề kia, thì có một số bạn là có một số bạn xem và các bạn có phản ánh là nói chuyện không tập trung vào nội dung. Thì thực sự mà nói là đấy, cái câu chuyện ở đây nó là cái câu chuyện chia sẻ là nổi hứng lên thì nói thôi, chứ nó cũng không phải là sách giáo khoa, không phải đọc sách giáo khoa. Nếu các bạn có muốn có những cái mang tính chất là gọi là như sách giáo khoa thì các bạn tìm sách giáo khoa các bạn xem. Mà sách giáo khoa thì nó không có những cái này. Những cái này nó là những cái mang cái tính chất gọi là chia sẻ cái thực tế nuôi chó. Những cái kinh nghiệm thực tế có thể nó giống với lại ở trong sách, nhưng mà trong một cái buổi mà có thể trong mấy câu nói của mình thì nó có thể là bao gồm cái kiến thức của nửa quyển sách mà các bạn đọc, hoặc có thể vài quyển sách. Bởi vì cái sách ấy thì nó là mang tính chất lý thuyết, còn cái này nó là câu chuyện thực tế và người ta đúc rút ra. Thế cho nên là với các bạn mà các bạn muốn theo cái kiểu là xem như sách giáo khoa thì chắc là các bạn phải tìm sách giáo khoa để các bạn xem. Còn ở cái kênh của mình thì mang tính chất chia sẻ vui vẻ. Ai mà thích chó, thích ngắm thì mọi người cũng có thể
là mọi người sẽ biết được rất nhiều thứ mình chia sẻ qua các video. Một số cái video thì mình làm lại thì mình sẽ cố gắng mình cô đọng những cái video mang tính chất là chia sẻ về một cái việc cụ thể nào đấy, thì mình sẽ cố gắng mình cô đọng, mình có lại các cái video để cho các bạn tham khảo nó được tập trung hơn. Còn bình thường mà nói thì khi mà quay chó như thế này thì là tiện. Có về cái nội dung nào thì nói về nội dung đấy, nó không có kịch bản từ trước và nó cũng không có một cái gì ấy từ trước. Nó là những cái buổi nói chuyện chứ nó không phải là sách. Thành ra là các bạn, một số bạn mà các bạn mà không tìm thấy được cái nội dung mình cần, bởi vì là cái nội dung nó nằm ở đằng sau của video, thì thôi thì các bạn cũng vui vẻ thôi, các bạn có thể tìm những chỗ khác để tham khảo nhé. Chứ cái giọng mà theo kiểu giọng bố đời là ông quay video thì ông phải đưa ra những cái thông tin là thế này thế kia cho tôi thì chịu rồi, thì mình không giải quyết cái mình không giải quyết những cái yêu cầu theo cái kiểu như vậy. Ở đây là thích thì mình quay, thích thì mình chia sẻ. Với các cái bạn mà có cái thái độ như thế thì thực sự là mình không khuyến khích các bạn, mình không mời chào các bạn xem cái kênh Roller TV. Các bạn chọn những kênh khác các bạn xem, bởi vì một vài cái bình luận của các bạn nó chả mang lại một cái giá trị xây dựng gì cả, mà nó chỉ gây cái sự chế cho cái đúng là một số người ở trên mạng đúng là gọi là theo thánh cầu phím bố đời thật. Sợ các bạn thật. Ok, xin chào tất cả mọi người.